Ok, xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã đến với kênh chứng khoán Thâm Văn Hoàng. Thì chúng ta biết là trong hai cái tuần giao dịch vừa rồi thì chúng ta thấy là các cái thị trường chứng khoán tài chính trên thế giới nó giảm điểm rất là mạnh. Thì cái việc giảm điểm này thì nó do cái sự lây lan của các cái ngân hàng Mỹ và ngân hàng châu Âu bị phá sản. Thì chúng ta thấy là việc các ngân hàng này phá sản thì chúng ta thấy là nó mang một cái tâm lý lo ngại tới cái đám đông. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Cái đầu tiên là chúng ta phân tích cái dòng tiền thông minh của các cái giới đầu tư đầu cơ hiện tại nó đang đổ về kênh nào. Thứ hai là chúng ta có thể là ước lượng được cái tâm lý của các cái dòng tiền thông minh này nó đang làm gì và nó thể hiện cái điều gì. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu. Đầu tiên là chúng ta biết là cái việc Fed tăng lãi suất từ năm 2022 đến bây giờ thì chúng ta biết là Fed tăng lãi suất gần 5% và chúng ta thấy là đã có cái sự đổ vỡ của các cái doanh nghiệp. Thứ hai là có cái sự đổ vỡ của các định chế tài chính. Định chế tài chính ở đây là các ngân hàng. Thì chúng ta thấy là trong giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy là đã có 3 ngân hàng lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Đầu tiên là đó là ngân hàng Signature Bank, là ngân hàng này cho vay các cái tiền điện tử, họ cũng đã bị phá sản. Thứ hai là chúng ta thấy là trong 2 tuần trước thì chúng ta thấy là sự kiện ngân hàng SVB phá sản. Thì ngân hàng SVB này họ quản lý tài sản rất là lớn và họ chuyên cho vay những cái doanh nghiệp startup. Thứ ba là chúng ta thấy là giai đoạn gần đây thì có sự trở lại của ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng này đang lâm vào cái tình trạng khó khăn và ngân hàng này là một cái ngân hàng lớn ở Thụy Sĩ. Thì chúng ta thấy là khi mà có cái sự đổ vỡ lây lan như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta cùng nhau chúng ta phải tìm hiểu cái kênh mà các cái giới đầu tư họ đang đổ tiền vào, đó là kênh gì, để chúng ta ước lượng được cái tâm lý của họ. Bởi vì đấy là những cái dòng tiền, anh chị em lưu ý là những cái giới đầu tư đầu cơ đấy là những cái dòng tiền chính, nó quyết định cho thị trường cũng như là quyết định cho những cái tài sản có tăng giảm hay không. Thì chúng ta thấy là bối cảnh thì chúng ta thấy là ba ngân hàng phá sản. Thì ba ngân hàng này phá sản là do việc Fed tăng lãi suất. Và những ngân hàng này chủ yếu là chúng ta để ý là cái việc họ phá sản là do họ sử dụng cái đòn bẩy, họ lạm dụng cái đòn bẩy. Thì đấy là những cái yếu tố khiến những cái ngân hàng này nó phá sản. Thì nói chung là chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu. Đầu tiên là chúng ta thấy là trong 2 tuần vừa rồi, đây là cái thống kê. Chúng ta thấy là thống kê của các cái thị trường toàn cầu. Thì chúng ta thấy là những cái thị trường chứng khoán toàn cầu phiên cuối tuần vừa rồi nó cũng giảm điểm rất là mạnh. Thì chúng ta thấy là cái dòng tiền chúng ta xem qua những cái chỉ số như là Dow Jones thì chúng ta có thể là thấy ngay là nó đã có cái xu hướng giảm. Anh chị em có thể thấy ở đây là có những cái xu hướng giảm trong những cái giai đoạn gần đây. Nó thể hiện là gì? Khi mà một chỉ số, một cổ phiếu có xu hướng giảm như thế này thì chúng ta thấy là nó thể hiện cái việc là bán tháo. Mà bán tháo ở đây thì cái việc bán khống, cái giới đầu tư bán khống thì nó không nhiều, nó chủ yếu đến từ cái việc họ bán cổ phiếu, họ rút tiền. Chúng ta thấy là các thị trường chứng khoán toàn cầu họ đang bị rút tiền. Và khi mà chúng ta để ý là khi mà các thị trường chứng khoán này bị rút tiền thì bản thân của những cái nhà đầu tư, những cái giới đầu tư đầu cơ khi mà họ bán cổ phiếu xong thì họ sẽ tìm những cái kênh họ trú ẩn cái đồng tiền khi mà họ lo ngại cái nền kinh tế Mỹ nó sẽ rơi vào suy thoái. Bởi vì chúng ta thấy là vừa khủng hoảng lây lan thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái nền kinh tế nước Mỹ. Đấy là những cái điều mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Và chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu lại lịch sử một chút thì chúng ta thấy là khi mà thế giới có những bất ổn về, thứ nhất là về chính trị, thứ hai là về kinh tế. Bất ổn ở đây là có thể là suy thoái hay là khủng hoảng. Thì chúng ta thấy là có 4 cái kênh mà các cái giới đầu tư đầu cơ thường trú ẩn. Đó là đầu tiên là kênh vàng, thứ hai là kênh đồng đô la, thứ ba là đồng franc Thụy Sĩ, thứ tư là đồng yên Nhật. Thì chúng ta thấy là khi mà có những cái bất ổn về chính trị và về kinh tế thì các cái giới đầu tư đầu cơ hay gọi là cái dòng tiền thông minh thì họ thường đổ vào 4 cái kênh này. Thì chúng ta cùng nhau mổ xẻ trong 4 cái kênh này trong giai đoạn hiện tại thì cái dòng tiền nó đổ vào kênh nào là chủ yếu. Thì đầu tiên thì chúng ta để ý là
Đầu tiên là ngân hàng Signature Bank và ngân hàng SVB phá sản, là ngân hàng ở Mỹ nó bị phá sản. Thì khi mà ngân hàng Mỹ này phá sản thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Mỹ, các cái cổ phiếu ngân hàng Mỹ bị bán rất là mạnh, và chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Mỹ nó lâm vào những cái tình trạng bị bán tháo trong cái giai đoạn tuần trước, kể cả tuần này nữa, chúng ta thấy là những cái hiệu ứng ngân hàng bị phá sản. Thì khi mà bị phá sản như thế này thì chúng ta có thể thấy là tâm lý bi quan đến cái nền kinh tế Mỹ, và họ lo ngại cái việc Fed tiếp tục tăng lãi suất thì các cái doanh nghiệp, các ngân hàng sẽ tiếp tục nó phá sản và nó khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Và khi mà một nền kinh tế bị suy thoái thì chúng ta biết là cái đồng tiền của cái nước đó nó sẽ bị giảm. Và chúng ta thấy là có thể chúng ta ước lượng được cái tâm lý đám đông để chúng ta nhìn vào, thì chúng ta thấy là cái đồng đô la trong những cái giai đoạn tầm vừa rồi nó bị bán trở lại. Nó không còn liên quan, giới đầu tư nó không còn kỳ vọng việc Fed tăng lãi suất nữa. Bởi vì chúng ta biết là cái việc Fed tăng lãi suất thì cái đồng tiền nó sẽ tăng. Nhưng mà đến những cái giai đoạn này khi mà có cái sự đổ vỡ của các cái ngân hàng thì chúng ta thấy là giới đầu tư họ không quan tâm cái việc Fed tăng lãi suất nữa, và họ lo ngại đến cái nền kinh tế nó bị suy thoái, nó bị khủng hoảng nhiều hơn, và họ bay ra họ bán cái đồng đô la. Thì chúng ta thấy là đồng đô la không còn được là một cái kênh trú ẩn trong giai đoạn hiện tại nữa. Bởi vì chúng ta thấy là đã cái sự đổ vỡ của các ngân hàng, thì chúng ta thấy là hai ngân hàng đến từ Mỹ rồi. Thứ ba là chúng ta để ý là đồng tiền tiếp theo là đồng tiền thứ ba, đó là đồng tiền Franc Thụy Sĩ. Thì chúng ta thấy là đồng tiền Franc Thụy Sĩ này thì nó lại liên quan tới những cái sự kiện như là ngân hàng Credit Suisse, đó là ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ, nó bị phá sản. Thì giới đầu tư lại không chú ẩn vào đồng tiền này nữa, bởi vì có một cái ngân hàng tại cái nước này nó bị phá sản thì giới đầu tư họ không chú ẩn vào cái đồng Franc Thụy Sĩ này nữa. Thì chúng ta thấy là đồng Franc Thụy Sĩ trong tuần vừa rồi cũng bị các cái giới đầu tư đầu cơ bán và họ rút tiền ra. Thì chúng ta thấy là chỉ còn hai cái kênh còn lại thôi, đó là vàng và Yên Nhật. Thì Yên Nhật trong tuần vừa rồi nó cũng tăng, nhưng mà tăng nó không, cái biên độ tăng nó không quá lớn. Nhưng mà chúng ta để ý là có một cái thằng duy nhất, đó là cái thằng vàng này trong cái tuần vừa rồi nó tăng rất là mạnh. Thằng vàng này chúng ta để ý là trong cái tuần vừa rồi nó tăng rất là mạnh. Thì đây chúng ta có thể xem biểu đồ của vàng, thì chúng ta có thể thấy ngay đây là biểu đồ của vàng. Thì chúng ta thấy là vàng trong cái tuần vừa rồi có những cái phiên tăng rất là mạnh và nó đang hình thành một cái xu hướng tăng. Thì chúng ta thấy là trong hai tuần ở đây là vàng nó tăng hơn, chúng ta để ý là trong hai tuần ở đây là vàng tăng hơn 100 giá, hơn 100 giá. Thì chúng ta nhìn vào các cái thị trường, bởi vì chúng ta hiểu là thị trường tài chính nó có cái việc là nó như là cái bình thông với nhau. Thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán trên toàn cầu, Dow Jones, S&P 500 thì chúng ta thấy là đang bị rút tiền. Thứ hai là cái đồng Franc Thụy Sĩ và đồng đô la cũng đang bị bán và họ không chú ẩn vào nữa. Và chúng ta thấy là đồng yên Nhật cũng tăng vừa phải. Nhưng mà chúng ta thấy là vàng lại tiếp tục tăng rất là mạnh. Thì điều đấy thì cho chúng ta một cái góc nhìn là các cái giới đầu tư, đầu cơ và các cái dòng tiền thông minh nó đang chú ẩn vào vàng, và vàng đang có một cái xu hướng tăng rất là mạnh, dòng tiền đang vào rất là lớn. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái việc mà vàng tăng như thế này thì chúng ta có thể hiểu là cái tâm lý đám đông của các cái giới đầu tư đầu cơ hiện tại họ đang lo ngại cái việc suy thoái kinh tế thế giới nó rất là cao. Thì điều đấy thì nó khiến cho cái việc chú ẩn vào vàng, cái nhu cầu vào vàng nó tăng rất là mạnh. Đấy là những cái điều mà anh chị em của chúng ta có thể hiểu. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta thấy là vàng trong những cái tuần vừa rồi tăng rất là mạnh. Thì nó nguyên nhân là nó do như vậy. Thì cái này là phân tích đơn giản thôi. Cái này là do chúng ta có thể là tìm hiểu cái việc phân tích liên thị trường thì chúng ta có thể biết được. Ok, thì chúng ta có thể nhìn vào đây thì chúng ta thấy là họ đang chuẩn vào vàng. Và cái việc họ đang chuẩn vào vàng thì cái xu hướng mà tiếp tục rút tiền từ các cái kênh đầu tư tài sản rủi ro như là thị trường chứng khoán thì nó đang có những cái rủi ro nhất định và nó sẽ có xu hướng tiếp tục giảm nữa. Đấy là những cái điều mà anh chị em của chúng ta có thể là chú ý. Và cái việc mà các cái kênh như là chứng khoán nó bị rút tiền như thế này thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng khó lòng mà có thể tăng giá trong cái giai đoạn hiện tại được. Chúng ta phải hiểu là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là nền kinh tế của chúng ta hiện tại cũng là một cái nền kinh tế mở rồi. Chúng ta hiểu cái điều đấy. Thì anh chị em nhìn vô đây thì chúng ta có thể là chú ý được. Thứ nhất là chúng ta có thể là chú ý được cái dòng tiền nó về đâu trong cái giai đoạn hiện tại. Và cái yếu tố thứ hai thì chúng ta có thể hiểu được là
cái giới đầu tư, cái tâm lý của các cái giới đầu tư họ đang suy nghĩ cái gì, thì đấy là chúng ta hiểu rõ. Thì những cái điều đấy là những cái điều mà anh chị em của chúng ta có thể là chú ý trong cái việc đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Còn về các thị trường chứng khoán Việt Nam thì đoạn này thì chúng ta thấy là chúng ta phải chờ thôi, đúng không ạ? Chúng ta phải chờ thôi, chúng ta phải chờ diễn biến thị trường chứng khoán. Vì chúng ta thấy cái dòng tiền hiện tại thị trường chứng khoán nó cũng không quá mạnh, nó được hỗ trợ bởi các cái quỹ ETF. Đây là một những cái số tiền mà nó vừa phải, nó không phải quá lớn. Thì chúng ta cũng phải theo dõi sắp tới trên thị trường thế giới nó như thế nào thì chúng ta mới đầu tư được. Thì đây là cái video chủ yếu nói về cái việc dòng tiền nó đang đi về đâu thôi, và nói cho anh chị em những cái xu hướng các cái thị trường chứng khoán nó đang bị rút tiền và dòng tiền hiện tại đang có xu hướng trú ẩn vào vàng. Và chúng ta nhìn vào đấy thì chúng ta có thể là phân tích được cái tâm lý cái dòng tiền thông minh nó đang có xu hướng như thế nào. Còn tóm lại là cái dòng tiền thông minh nó đang có xu hướng rút tiền khỏi các cái thị trường tài sản rủi ro, đặc biệt là thị trường chứng khoán, và nó đang có xu hướng trú ẩn vào vàng. Và chúng ta thấy là cái dòng tiền lớn mà nó đã trú ẩn vào vàng rồi thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng giai đoạn hiện tại cũng rất là khó khăn, và chúng ta đầu tư gì thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Thì video ngày hôm nay chủ yếu là phân tích những cái yếu tố, những cái dòng tiền trú ẩn ở trên thế giới, chứ chúng ta không nói sâu vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ok, thì video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Chúc anh chị em của chúng ta có một cái buổi cuối tuần thật là vui vẻ.